Huyền thoại xin chào chú anh chị đến video tiếp theo Huyền thoại nha. Thì có một vị sư nè cả nhà, đạo vị sư đang thích thực đó. Rất là quý luôn cả nhà. Đây thầy là tên là Thích Văn Đức nha cả nhà. Thì cũng có một cái pháp danh là Thích Văn Đức, thì thầy cũng quy tâm bảo 10 năm rồi cả nhà. Đó, thầy đang trên đường đi vô rồi cả nhà. Đó, cái phía sau lưng có tự lưng của thầy của hội đó là nhà của thầy nha. Tại thầy ra giường này cả nhà, đó giường của thầy này nha. Cháy bầu đó là được bao nhiêu ngày rồi sư? Ra trước khi ra mình tùy về thấy bự ra cũng được mấy ngày rồi thầy, dạ Dạ, cũng được mấy ngày nữa ra đi mình tùy về là thấy cái bầu bự rồi, cái dạ. hơi sáng hại bay bay tầm thải trong nhà rồi, Vậy là cái con cái của tôi. trước khi mình theo chuyên của sư thầy Thích Minh Tuệ thì cái giường này là thầy đã trồng ở nhà rồi ha, Trong ở nhà dạ nó cũng ra được nhiều trái nhiều lứa rồi hả sư? Hại nhiều lửa rồi, ông xã này còn hại bảy tầm trại trong nhà rồi, dạ còn vài trại. Cái mảnh vườn này rất là nhỏ nhỏ xinh xinh ha, Cũng có ăn nhà ăn thoải mái, thêm con hàng xóm ăn thêm nữa, dạ. trồng rau sạch ạ. Tức là mình cũng có chia sẻ cho bà con hàng làng xóm xóm ăn thêm. cùng, dạ. Đi cùng với sư thầy Thích Minh Thiện nữa, Thích Minh Tệ nữa, thì mình về với cái ngôi nhà như của mình ở đây với cái mảnh vườn nhỏ nhỏ thì sư có cảm giác là thì thì đi 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 Minh Tuệ thì có được, vừa rồi mình đi Minh Tuệ là nhà vườn cây mình trồng xóm làng đều ăn vui vẻ, mà mình đi Minh Tuệ về học những cái đẹp đẹp hơn là ví dụ hồi xưa mình về về á, đi Minh Tuệ á, nhà là mình nhiều cái không biết thì các bà con biết sao á, mà học mà đi Minh Tuệ học hay là về hồi xưa mình ta đem vườn mình nhớ này, hồi xưa là mình mua thuốc xịt cỏ này, xịt chuột này, xịt sâu này, bữa nay mình về học hay không xịt chuột cho bà con, sâu ăn gì mà mình ăn theo theo này, trong cây là không sạch sành đâu bà con, học cái đó là rất là hay bà con à. Cái bộ y phục mà sư đang khoác ở trên mình á, đây là sư khoác lại để cho tất cả các cô chú mình nhìn lại những cái hình ảnh khi mà sư cùng đi chung với sư thầy Thích Minh Tuệ cùng với các sư khác. Thì chứ thật ra là khi mà mình khoác lên cái bộ y này thì mình phải phải là để một vai trần, đúng không sư? Để một vai trần đó. Với còn đây là sư để lấy lại cái hình ảnh đó để cho quý bà con xem ha. Đó, chứ thật ra khi mà mình bận cái bộ quân phục này á, cái bộ y phục này lên á, nó rất là thánh thiện. Mà hiện tại bây giờ thì những cái mẫu mã này là được trên thị trường cũng như các bà con cô chú bác đều rất là yêu mến cái bộ y phục này. Đó, rồi đây là cái mảnh vườn nhỏ nhỏ rất là mát luôn. Sư trồng được bầu rồi trái bầu rồi mướp. Bầu mít đu đủ đây đây đúng dạ. không? Mít chuối đu đủ Dạ. xả đâu viên gọi À thôi. Thì đó thì quý bà con cũng có nhìn thấy ha. Sư có lời nào mà nhắn gửi đến tất cả các quý Phật tử, những cái lời chia sẻ về cái việc mà mình học theo cái tập 13 hạnh đầu đà của sư Minh Tuệ, cũng giống như là mỗi ngày có cái cuộc sống nó sẽ tốt hơn, am hiểu Phật pháp nhiều hơn, để cho hiện tại bây giờ thì thấy người ta nói là cái thời là thời mạt pháp thì sẽ khó những cái này cái kia cái nọ, thì sư có những cái lời nhắn nhủ gì đến tất cả mọi người? Thì thực tiên là mình chúc bà con cả nước Việt Nam đều vui vẻ hạnh phúc, mà nhất là
sau này là bà con luôn ủng hộ thầy Minh Tuệ tu học theo ý nguyện của thầy Minh Tuệ, là bà con hãy thương thầy Minh Tuệ là cho thầy được tu học trên con đường tu học của thầy, là không được mình cũng là còn quay phim cũng được thôi, mà còn cái hạn chế thôi. Bà con dù việc 10 người thì bà con biết 10 người, và bà con đừng quảng cáo quá nhiều là người ta tới đóng là thầy là một ngày nào đi xa là bà con tìm không được đâu, bà con một ngày nào thầy có thể đi được ngoài đó. Nên bà con thương thầy là để cho thầy tu học ở Việt Nam mình, để là loại một ngôi sao xa thoáng tỏa cả thế giới đó, bà con, để giống một đức Phật mấy ngàn tám năm mấy ngàn năm mà bữa nay mà có một lần rồi. Bà con chúc bà con luôn gặp nhiều may mắn và hạnh phúc. Rồi, thầy con cũng xin cảm ơn sư rất là nhiều nha, những cái lời chia sẻ và những cái lời nhắn nhủ đến với tất cả mọi người, những cái lời tốt đẹp và thật sự là xúc động. Thì con cũng xin chúc sư cùng với tất cả các sư mà đã trước đây cùng đồng hành cùng với sư thầy Minh Tuệ, cũng như là sư thầy Thích Minh Tuệ nhiều sức khỏe và luôn luôn được thân tâm bình an lạc. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Này, chắc con hỏi cái thầy, thầy mặc y phục như vậy là nóng 40 độ, vậy là cái độ nóng của thầy mặc áo này nó sẽ ra sao thầy? Thì mình đầu tiên là nóng thiệt, sắp đi hoài, đi mấy ngày là quen à, thậm chí nửa tháng tắm một lần. Mà thầy, anh em quân đề ngồi bên nhau không hôi kìa, anh nhà mình sau một ngày hai ngày không biết sao mà đi vào đó mà mồ hôi mình uống được không á. Thầy hắn có chất đất cái sao mà không hôi. Chúng mình quan đề với nhau đến mà ngồi gần nhau vậy mà mồ hôi vậy mà không hôi, thậm chí người cả áo mình cũng hôi. Không nhận đi đặt hai bà con ở nhà nói sao mà nửa tháng tắm được, mình sao đi được vậy mà đi được bà con nửa tháng tắm lần. Thầy cũng bình thường, bà con đi đặt ở nhà thôi mà đi được thì rất là vui mừng. Bà con đã đi được là giống là một cái là và sung sướng và cũng mạnh mẽ, và được cái là quan đề với nhau hỗ trợ với nhau rất là tuyệt vời. Bà con bà con đi được hành đầu đa thầy Minh Tuệ rất là tuyệt vời bà con. Dạ dạ dạ, Nam Mô A Di Đà Phật kính chào thầy. Dạ thầy cũng đang ở trong vườn rau, thì thầy thầy lấy gai đó thầy, đó đây nhà có dùng thầy nhá. Bây giờ thầy cũng sẽ ra, thầy đây cái phục rất là giống hết Minh Tuệ cả nhà. Thì thôi cũng xin ghép lại video, mong chú anh chị ủng hộ thôi một like đăng ký nha, thì có gì thì sẽ quay tiếp. Thì thôi cũng đang thuyết phục một vị sư để tâm sự với cùng thôi nha cả nhà. Thì thôi không tiện đưa địa chỉ ở đây nha, thì cũng sợ làm phiền các bà con. Thì thôi xin tạm biệt cả nhà, bye bye chú anh chị.